VinFast sắp ra mắt ô tô điện siêu rẻ, mini hơn cả VF3. Mới đây, hãng xe VinFast đã nộp đơn đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu ô tô điện mini hoàn toàn mới, nhỏ hơn cả VF3. Dựa vào hình ảnh trong công báo sở hữu công nghiệp số tháng 9 năm 2024 có thể thấy, mẫu xe mini điện VinFast hoàn toàn mới có hai cánh cửa giống VF3. Tuy nhiên, xe lại có kích thước nhỏ hơn cả VF3. Trái ngược với kiểu dáng vuông vức như VF3, thì đàn em mini điện VinFast nhỏ xinh hoàn toàn mới này lại có thiết kế nhỏ nhắn, nữ tính hơn. Được biết, Gianmarco Zeo, Ramos và Zeho Only. Gianmarco Zeo, Ramos chính là hai nhà thiết kế sẽ chắp bút cho mẫu xe điện mới này. Cả hai đều từng làm việc tại những hãng xe lớn như Ford, Volkswagen, General Motors hay Hyundai. Hiện VinFast chưa công bố bất kỳ thông tin gì về mẫu xe điện mini mới này. Nhưng việc được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam cho thấy ngày mẫu xe này được ra mắt sẽ không còn xa. Năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng từng tiết lộ thông tin sẽ ra mắt một mẫu xe điện VinFast giá rẻ siêu nhỏ vào cuối năm 2024. Khi đó, nhiều người đều tin rằng đó là VF3. Nhưng xem ra, có thể mẫu xe mà chủ tịch tập đoàn Vingroup muốn nhắc đến chính là chiếc xe điện mini vừa được đăng ký bản quyền này.